Hát chầu văn hay còn gọi là hát hầu đồng, hát bóng là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo, gắn liền với tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Nghi lễ chầu văn là một trong những thành tố quan trọng góp phần đưa thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh vào năm 2016. Tín ngưỡng thờ mẫu là một tín ngưỡng dân gian mang sắc thái nguyên thủy và có lịch sử hàng ngàn năm. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, cùng với quá trình tiếp biến văn hóa, tín ngưỡng thờ mẹ thiên nhiên ban đầu đã hòa cùng các tôn giáo khác để trở thành một tín ngưỡng bản địa riêng có của Việt Nam. Người Việt Nam thì cái tín ngưỡng thờ mẫu tương đối là đa dạng. Mà mình gọi tín ngưỡng thờ mẫu nói chung ấy, thì là có thờ, ví dụ như là thờ những bà mẹ vua hay là những bà vợ vua này. Có công với làng, với xã thì người ta vẫn thờ với tư cách là bà mẹ. Thì nó cũng được tính vào tín ngưỡng thờ mẫu hay là những cái vị thần của từng địa phương. Bên cạnh đấy thì có một cái tín ngưỡng thờ mẫu mà được quy vào cái điện thần tín ngưỡng tứ phủ ấy, thì bây giờ gọi chung là có nhiều tên gọi khác nhau. Ví dụ như là tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt là cái tên được UNESCO ghi danh, và một nhiều tên khác ví dụ như là đạo mẫu hay là đạo tín ngưỡng Tam Tứ Phủ. Tín ngưỡng thờ mẫu và của đời sống hiện nay nó đương vào với tâm thức của người Việt Nam, vì cái đây là nó là một cái nền văn hóa, nó là như mình gọi là nó như là một cái huyết mạch, nó gắn liền đời sống tâm linh và hiện thật của con người. Trong đó, tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ trở thành một nét sinh hoạt văn hóa có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và tâm thức của người Việt. Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt ấy, thì thực ra là nó được hình thành từ khoảng thế kỷ 16-17 và gắn với truyền thuyết về mẫu Liễu Hạnh ở khu di tích quần thể Phủ Dày. Đấy thì là xuất hiện cái nhân vật ở thời gọi là thời Lê Trịnh. Và sau đấy thì là với những công trạng vua dẹp giặc rồi là giúp dân thì là dần dần, và những sự linh thiêng của bà ấy thì là được tôn lên thành vị thần chủ của tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Địa điểm thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ chủ yếu gắn với không gian các đền, phủ, điện, miếu. Hoạt động chính của tín ngưỡng thờ mẫu là các nghi lễ hầu đồng và những lễ hội dân gian. Trong đó, loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống hát chầu văn là một phần không thể thiếu trong nghi lễ hầu đồng. Trong nghi lễ đó, hát văn phục vụ cho quá trình nhập đồng hiền thánh. Sau khi đã múa, các thánh thường ngồi ngay cùng văn hát, kể sự tích lai lịch vị thánh đang giáng. Hát chầu văn là nó gắn với lại cái nghi lễ hầu đồng hay là nghi lễ lên đồng của cái một cái thực hành tín ngưỡng tiêu biểu hay là đặc trưng của tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Hát chầu văn đấy là một hình thức hát thờ và phục vụ cho cái việc các ông bà đồng là nhập đồng các vị thánh, vị thần, và để mô tả về tính cách, về lịch sử hay là về cái vai trò của các vị ấy đối với lại dân. Và thông qua những cái lời văn ấy thì nó sẽ giúp cho những người nghe, người ta hiểu một cách rõ hơn về nhân vật. Vừa là được mô tả bằng cái trang phục của người hầu đồng, nhưng lại vừa được diễn đạt qua những lời văn. Và lời văn đấy thì lại được hát, được âm nhạc, phụ họa, thì nó sẽ mang đến truyền cảm cho người nghe một cách cụ thể và sinh động hơn. Có ba thể loại, tức là đầu tiên là hát chầu văn, thì là họ hát chầu, tức là hát để phục vụ cho thánh, cho những người hầu thánh, để khi mà mô tả những cái giá đồng và những cái thực hành tín ngưỡng của người ta, thì những cái giá đó là do qua lời ca tiếng hát của cung văn để mô tả lên từng giá một. Hai là có một cái lối là hát chầu thờ. Chầu thờ tức là phải ngồi nghiêm trang trước ban thờ, hát đến những cái bản văn để thờ thánh. Đấy. Ba nữa là hát văn, tức là có thể là họ có những cái việc gì đó, họ chỉ ngồi hát văn vui vẻ, bình thường, ca ngợi tổ quốc, ca ngợi đất nước, hoặc là ca ngợi phong cảnh. Hát chầu văn cần có người hát và dàn nhạc phục vụ hát văn. Người hát văn được gọi là cung văn. Gắn liền với sắc màu tín ngưỡng của người Việt, hát văn đã xây dựng được nhiều kiểu gõ nhịp và một hệ thống làn điệu, bài bản, phong phú với những quy ước về cách vận dụng cho từng hàng thánh và từng loại phủ. Xích lên lòng mình, ai cũng ta ba 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 ba
từ xưa đến nay hát chầu văn thì cần nhất là có một cái đàn ngược và hai là có cái bộ phách, tức là một cái phách và nếu bạn có nữa thì thêm một cái cảnh và có một cái trống bản nhỏ để hát. Khi mà hát thờ lớn thì có một cái trống cái nữa đánh bên cạnh. Bây giờ phối thêm là có sáo, phối thêm nữa là có cái kèn tàu để khi hầu những cái giá quan lớn về ra trận có những cái tiếng kèn, tiếng trống đánh lớn lên để nó mang cái biểu trưng như một người ra trận. Thế còn những cái tiếng sáo thì nó cất lên những cái vi vu trầm bổng mà nó đưa lên, hoặc là có những cái tiếng sáo họ thổi theo cái tiếng kèn, tiếng của người dân tộc các nơi. Âm nhạc chầu văn nó sẽ tùy theo từng cái vai hay là từng cái giá mà nó sẽ có những cái làn điệu khác nhau. Chẳng hạn như ví dụ như là cái giá mà gọi là cô bơ thoải phủ thì thường là nói về một cô là chèo thuyền ấy, chèo thuyền và rất là buồn chẳng hạn, như vậy thì giai điệu nó sẽ chậm hơn. Thế nhưng mà các cô mà trên ngàn thì thường là vui vẻ. Hầu hết các giá văn cổ của nghệ thuật hát chầu văn được lưu truyền trong dân gian đều ở thể thơ lục bát, song thất lục bát, thất ngôn, bốn chữ với lời hát được trau chuốt, xúc tích, trang nghiêm và mang nhiều ý nghĩa trong đời sống tâm linh người Việt. Ngoài ra, hát chầu văn còn có thể mượn các làn điệu nhạc cổ truyền khác như ca trù, quan họ, xen kẽ những đoạn hát là đoạn nhạc không lời, gọi là lưu không. Lời văn trong các bài chầu văn thực hiện tín ngưỡng thường mang màu sắc tâm linh, cực kỳ trau chuốt và nghiêm trang. Về lời thì là do các cái nghệ nhân người ta sáng tác, người ta căn cứ vào các cái lịch sử của các cái giá đồng ấy, thì người ta sáng tác. Ví dụ như là ông Hoàng Mười là một người là có công đi đánh giặc này, rồi có người làm thơ hay này, rất là hào hoa phong nhã chẳng hạn, như vậy thì người ta sẽ sáng tác dựa thêm những cái tứ đấy mà người ta sáng tác lên. Và đến khi mà các cái giá đồng đến cái giá ông Hoàng Mười thì là ông bà đồng sẽ mặc cái bộ trang phục mà người ta quy định cho ông Hoàng Mười là bộ trang phục màu vàng của ông quan đấy, ông quan gọi là trấn giữ ở Nghệ An đấy. Đấy thì đến lúc đấy thì cung văn sẽ hát lên cái công tích của ông. Nghi lễ hát văn trong thực hành tín ngưỡng của người Việt đã tích hợp nhiều hình thức văn hóa dân gian khác nhau như âm nhạc, ngôn ngữ, tri thức dân gian, ca hát, nhảy múa, trang phục trong một thể thống nhất hoàn chỉnh. Và trong đó, yếu tố sân khấu kết hợp chặt chẽ với yếu tố tâm linh đã phần nào phản ánh tư duy cũng như nhận thức về tự nhiên, xã hội của cộng đồng. Thứ hát chầu văn này nó mang ý nghĩa rất hay. Tức là nó là cái thể hiện lên cái tâm linh và con người ta nghe được, để cho những cái lúc mà về cái tín ngưỡng tâm linh thì họ hiểu được cái văn hóa. Họ hát chầu thờ thì hiểu được cái ý nghĩa của các cái việc thờ cúng. Nó mang lại cho con người một cái nghe, nó có các thể hiện cho cúc bực mà để cho con người nó thanh thản, nó gác bỏ được những cái tạp niệm. Hát chầu văn được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa vốn âm nhạc truyền thống của dân tộc, chứa đựng giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc. Không chỉ là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa cộng đồng, mà hát chầu văn còn là loại hình âm nhạc dân gian độc đáo, cần được gìn giữ và phát huy. Đặc biệt là trên quê hương đất tổ, nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam.